Chào các bạn, mừng các bạn quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình có một cái chủ đề rất là thú vị muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là những cái bạn mà là fan của Apple, thích mua những cái phụ kiện của Apple. Thì gần đây Apple bán những cái iPhone nó có sạc nhanh các bạn, nhưng mà họ lại không tặng kèm cái sạc nhanh. Cái chuẩn mà power delivery trên những cái sạc nhanh của những cái thiết bị Apple thì thường sạc qua cái cổng USB-C các bạn. Thì ở đây mình trên màn hình là mình đang tìm mua một cái dây sạc, một đầu là cổng USB-C, một đầu là cổng Lightning các bạn. Tại vì nó có một cái chứng chỉ MFI này của Apple nên là nó bán giá khá là cao các bạn. Tại vì Apple họ tính tiền trên cái chứng chỉ MFI này cho mỗi thiết bị bán ra nên là cái giá nó khá là cao các bạn. Nên là các bạn những cái dây sạc mà cổng USB-C với lại một đầu là Lightning này mà bạn sạc thấy dưới 100 ngàn thì đừng nên mua làm gì các bạn. Tại vì Apple họ chạc theo mình xem á, ở đây á, tại vì mình mua những cái đồ này mình hay nghiên cứu kỹ để tránh mua những cái hàng kém chất lượng các bạn đó. Thì trên màn hình này các bạn thấy nè, là họ chạc 4 đô trên mỗi cái connector, như là cổng Lightning nè, thì mỗi cái phụ kiện á, như là cái cáp sạc á, là họ chạc tới 4 đô cho một cái cọng dây. Thì mình có đọc một cái tài liệu là cái con số này nó sẽ giảm theo hàng năm. Thì ví dụ như các bạn trả cho Apple năm năm đầu tiên là 4 đô cho mỗi cái cọng cáp Lightning là cũng khoảng 80 ngàn hơn nữa các bạn. Cái giá của mỗi cọng dây này nó không thể nào rẻ hơn 100 ngàn được các bạn. 20 ngàn tiền vốn rồi tiền đủ thứ, cho tiền marketing tiền này kia thì không thể nào dưới 100 ngàn được đó. Thì đây nè, có nhiều cái dây sạc có mấy chục ngàn thôi các bạn, trên Shopee bán nhiều lắm, nhưng mà các bạn muốn chuẩn xác nó ở đây có 49 ngàn rồi các bạn. Thì dây này là dây lô luôn, không có thương hiệu luôn. Mình có sạc một cái thương hiệu gọi là ACS, thì cái thương hiệu này là cũng của Trung Quốc các bạn. Họ làm những cái dây sạc cho cái điện thoại Android mình thấy cũng khá là chất lượng, nhưng mà bán những cái dây cho sạc cho iPhone này. Ở đây cáp cáp power delivery này bán 120 ngàn là cái này các bạn. Nhưng mà các bạn mua những cái cáp loại này á, thì các bạn nên tìm hiểu và nên sạc kỹ. Thì đây là mình Apple họ có những cái thông tin đầy đủ cho mình tại sao những cái hãng phải có cái chứng chỉ MFI này để làm gì. Apple là họ hút máu, họ chuyên gia hút máu luôn các bạn. Thì họ hút máu những cái hãng làm những cái phụ kiện này, rồi những cái hãng này hút máu ngược lại mình cũng vậy thôi, nhưng mà đổi lại á, thì mình có cái chất lượng của những cái phụ kiện nó đảm bảo hơn đó. Thì đây là thì những cái thiết bị mà có chữ MFI thì sẽ có cái chữ MFI trên cái sản phẩm đó. Rồi sẽ được cung cấp những cái tài liệu và những cái thiết bị để test cái phụ kiện đó. Ví dụ như các bạn một cái nhà sản xuất nào đó đăng ký thì sẽ được Apple hỗ trợ cho cái khoản này, thì tại vì trả tiền cho Apple mà nên là Apple sẽ hỗ trợ đó. Thì đây các bạn nếu mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì mình vô đây đọc. Rồi Apple họ cung cấp cho mình một cái trang để mà mình tra những cái hãng làm những cái phụ kiện này đó. Thì đây mình có cái hãng nãy là mình tra Anker nè các bạn, thì ra nè rất là nhiều luôn, họ làm rất là nhiều cái thiết bị đó, cáp nè, củ sạc nè, dock nè, đó rất là nhiều luôn. Anker thì là trùm làm những cái thiết bị những cái phụ kiện này rồi. Thì ngoài ra có cái hãng này mình thấy giá rất là ok, nhưng mà cũng có cái chuẩn MFI luôn nè các bạn, Raw Power. Đây mình bấm, mình gõ cái tên cái thương hiệu lên rồi mình bấm tra thì nó sẽ lót trang này, nó sẽ lót ra những cái nhà sản xuất mà có tên đăng ký với cái chuẩn MFI này đó. Raw Power này các bạn, đó, họ làm cũng khá là nhiều. Thì các bạn mua hàng chính hãng của những cái thương hiệu này thì các bạn yên tâm hơn. Thì ngoài ra còn có Belkin, không biết mình biết gì đúng không bạn. Belkin là họ cũng là một cái hãng sản xuất lớn này, họ làm những cái headset luôn nè, những cái tai nghe đó các bạn đó. Thì như nãy mình nói với bạn đó, mình có sạc một cái hãng Baseus đó. Cái hãng này thì khi mà sạc là nó không có ra các bạn đó, cáp của nó bán 120 ngàn các bạn, thì cũng có bán được cũng khá là chạy nè. Bây giờ những cái review mình cũng không nhớ tên lắm các bạn ơi, cái review là chất lượng tốt này kia thôi, nhưng mà mình là người mua hàng đó thì
cũng nên thông thái, thì mình cũng nên tìm hiểu tại sao cái giá nó cao, rồi tại sao nó phải có những cái chuẩn như vậy đó. Thì đó là các bạn, sạch BCS là nó không có, cái hãng này hoàn toàn không có cái chứng chỉ MFI của Apple đó. Thì các bạn mua tại vì á, nếu mà không có cái chứng chỉ MFI này á, là các bạn xài cũng được lâu, lâu xài một thời gian là nó báo là không nhận phụ kiện và gì đó, nó không sạc được đó. Còn những cái thiết bị mà có chứng chỉ MFI của Apple thì các bạn xài yên tâm hơn, tại vì nó là được test qua, nó là được đáp ứng đầy đủ cái tiêu chuẩn phụ kiện MFI của Apple đó, thì hút máu nhưng mà đổi lại thì các bạn có cái chất lượng nó đồng đều, nó đảm bảo hơn. Đây các bạn, thì những cái cáp sạc nhanh này thì có một cái hãng này bán giá khá là tốt các bạn, gần như là tốt nhất thị trường hiện tại, tại vì hình như cũng qua được một năm rồi, hãng này nó làm phụ kiện cũng được một năm rồi, nên là hiện tại chắc Apple giảm giá cho nó. Tức là cái chứng chỉ MFI này nó sử dụng qua từng năm các bạn, thì năm sau nó sẽ rẻ hơn năm trước. Ví dụ như năm đầu tiên nó tính $4 cho một cái cáp thì năm sau nữa nó sẽ rẻ hơn. Thì ở đây có những cái tài liệu họ nói rõ về chuyện này nè, $4. Rồi một cái tài liệu nữa nhưng mà mình không có tra ra, mình không có lấy ra cho các bạn coi, tại nãy mình có xem qua thì nó theo từng năm các bạn. Ví dụ như năm nay $4 thì năm sau có thể là $3 rẻ hơn. Thì các bạn nghĩ coi, thì $4 là hết 80.000 rồi, hết ta hơn 80.000, gần 90.000, mà ở đây nó bán 120.000, thì cái chi phí cho cái sản phẩm rồi chi phí marketing nữa thì đâu thể nào có chuyện đó. Nên là một cái sợi cáp mà có chữ MFI thì ít nhất cũng phải 190.000 tới 200.000 nữa rồi. Thì đây là 0.3 mét thôi á, cái cáp ngắn vậy thôi á là 203.000 rồi, còn cái cáp dài 1 mét là tới 233.000 nữa rồi. Thì ok, thì hôm nay mình chia sẻ cho bạn về cái như là cái chuẩn MFI cũng như là cái cách để mình xác định những cái phụ kiện mà có chuẩn MFI để mình mua cho nó đúng. Hy vọng là cái video này mang lại chút ít giá trị cho bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.